biệt ngày hôm nay, anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang, trí tuệ nhưng vẫn luôn giữ tròn những phẩm chất tốt đẹp. Kính thưa vị đại biểu của quý yêu quý, đã rất là tin tưởng tôi để tôi hướng dẫn các cháu đánh đàn không gian, đánh đàn. Hai lớp organ piano do thầy giáo nhạc sĩ Ngọc Trần phụ trách. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930. Yêu và đồng nhiệt chào mừng sự diện của các quý vị đại biểu khách quý.